Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự ngày 2 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, đến nay 100% các xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành Đại hội Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2024-2029 theo đúng quy định của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các văn bản hướng dẫn của tỉnh ủy và Mặt trận Tổ quốc cấp trên. Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc cấp huyện sẽ hoàn thành trong tháng 6 năm 2024. Để đảm bảo tiến độ đề ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đang tích cực chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, nội dung nhân sự và các điều kiện tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện hướng tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 16. Cũng tại các địa phương, Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố đang phối hợp với các sở ngành đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sức lan tỏa và không khí thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình lần thứ 16, nhiệm kỳ 2024-2029, dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 8 năm 2024. Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Tính đến thời điểm hiện nay, khu công nghiệp Lương Sơn thu hút được 39 dự án đầu tư, trong đó có 17 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký trên 230 triệu đô la Mỹ và 22 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đăng ký 2.690 tỷ đồng. Các dự án đầu tư trong khu công nghiệp Lương Sơn đã đóng góp những sản phẩm cho ngành công nghiệp của tỉnh như phụ tùng ô tô, pin năng lượng mặt trời, nhôm kính xây dựng, thép, các sản phẩm may mặc xuất khẩu, sản phẩm từ nông sản. Các doanh nghiệp đã giải quyết việc làm cho khoảng 13.000 lao động, chủ yếu là lao động địa phương, với thu nhập bình quân trên 6,5 đến 7 triệu đồng một người một tháng. Trong thời gian tới, huyện Lương Sơn tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, kêu gọi và tích cực hỗ trợ các nhà đầu tư, trong đó ưu tiên các nhà đầu tư sản xuất công nghiệp sạch, công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn để hình thành khả năng cung ứng chuỗi sản phẩm công nghiệp cơ khí chế tạo, công nghiệp chế biến và công nghiệp hỗ trợ đầu tư vào địa bàn. Đến nay, huyện Lạc Sơn có 11 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới. Năm 2025, huyện dự kiến phấn đấu 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới là xã Văn Sơn và Định Cư. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, huyện Lạc Sơn gặp nhiều khó khăn về thực hiện tiêu chí trường học, cơ sở vật chất nhà văn hóa, thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều, tiêu chí về y tế. Nhiều địa phương khó khăn trong huy động các nguồn lực thực hiện. Thời gian tới, huyện Lạc Sơn đề nghị tỉnh xem xét bổ sung nguồn kinh phí, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Xem xét bổ sung nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để hỗ trợ cho các xã hoàn thành tiêu chí về cơ sở hạ tầng theo quy định và hỗ trợ các nguồn vốn sự nghiệp xây dựng các mô hình trồng trọt chăn nuôi để người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Với tinh thần nhà nước hỗ trợ, nhân dân chủ động, cộng đồng giúp đỡ, giai đoạn 2021-2023, Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Mai Châu đã phối hợp với các tổ chức thành viên huy động nguồn lực hỗ trợ xây dựng mới 44 căn nhà, sửa chữa 17 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo cận nghèo với tổng trị giá trên 1,3 tỷ đồng. Năm 2024, huyện có kế hoạch xóa 287 nhà tạm, nhà dột nát, tổng kinh phí thực hiện trên 10 tỷ đồng. Để công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát đạt hiệu quả cao, huyện Mai Châu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền huy động, kêu gọi sự tham gia đóng góp kinh phí hỗ trợ nhà ở để thực hiện đề án từ các nhà hảo tâm, đóng góp ngày công lao động từ dòng họ người dân trong cộng đồng dân cư và cán bộ công chức. Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tiếp tục vận động hỗ trợ hộ nghèo xây mới sửa chữa nhà ở, đảm bảo yêu cầu chất lượng, góp phần nâng cao đời sống của người dân. Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh huyện Yên Thủy đã đẩy mạnh phong trào giúp nhau giảm nghèo bền vững và nhân rộng mô hình hộ hội viên, nhà sạch vườn đẹp môi trường trong lành. Toàn huyện Yên Thủy đã xây dựng được 1.083 mô hình hộ hội viên, nhà sạch vườn đẹp môi trường trong lành, góp phần thực hiện xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Thông qua nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, Hội Cựu chiến binh huyện Yên Thủy đã nhận ủy thác trên 106 tỷ đồng, giúp trên 1.900 hộ hội viên vay có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Qua đó đã giúp 154 hộ hội viên cựu chiến binh thoát nghèo.
Bên cạnh đó, các chi hội cựu chiến binh trong toàn huyện tích cực xây dựng quỹ, giúp nhau phát triển kinh tế được trên 3,3 tỷ đồng, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững của huyện. Đến nay, Hội cựu chiến binh huyện Yên Thủy còn 46 hộ hội viên nghèo, chiếm hơn 1,2%, số hộ có đời sống từ khá trở lên, chiếm 64%. Thưa quý vị và các bạn, với quyết tâm xây dựng thành phố Hòa Bình trở thành đô thị loại 2 trước năm 2025, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã ban hành các nghị quyết chuyên đề, trong đó có nghị quyết số 03 ngày 20 tháng 4 năm 2021 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy chính quyền trong công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai. Sau hơn 3 năm triển khai, đã nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của cán bộ đảng viên, tạo sự chuyển biến rõ nét tại các địa phương. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Năm 2021, xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình được nâng lên thành phường Trung Minh. Để đáp ứng tiêu chí đô thị, công tác đầu tư hạ tầng kỹ thuật được quan tâm, Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo về công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, tạo thuận lợi, triển khai các dự án đầu tư. Sau 3 năm thực hiện nghị quyết số 03 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, trên địa bàn phường không có trường hợp đảng viên vi phạm về trật tự đô thị. Nhân dân cũng đang quen với cái công tác quản lý trước đây của xã. Chính vì vậy mà khi mà thực hiện cái việc mà quản lý đô thị thì chúng tôi cũng phải chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc. Trước hết là phải tăng cường cái công tác tuyên truyền, vận động. Thứ hai nữa là phải tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các cái quy định của nhà nước liên quan đến công tác quản lý đô thị đến toàn thể nhân dân để nhân dân nắm được, hiểu được và từ đó để chấp hành thực hiện tốt cái nội dung này. Với mục tiêu xuyên suốt của nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra là hoàn thành các tiêu chí xây dựng thành phố Hòa Bình trở thành đô thị loại 2 trước năm 2025. Thành phố Hòa Bình đã tăng cường công tác quản lý đô thị, giải phóng mặt bằng. Các cấp ủy, chính quyền tuyên truyền các trường hợp là cán bộ đảng viên chưa thực hiện đúng, vi phạm các quy định về quản lý đô thị, quản lý đất đai trên địa bàn, đồng thời phát huy tính tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án. Đảng ủy phường cũng đã triển khai, tổ chức hội nghị triển khai đến các đồng chí cán bộ công chức, bí thư chi bộ và các đồng chí tổ trưởng tổ dân phố, tổ đảng 213, chỉ đạo chính quyền xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện và thành lập các cái tổ công tác để triển khai thực hiện, giao cho các đồng chí cán bộ công chức cũng như là đồng chí công an khu vực phụ trách các tổ dân phố để từ đó rà soát thống kê các cái trường hợp đảng viên cũng như là hộ gia đình đảng viên và nhân dân có những cái thực hiện nó chưa đúng trong công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị. Căn cứ vào điều kiện hiện trạng cơ sở hạ tầng và chấm điểm theo 5 tiêu chí để thành phố Hòa Bình trở thành đô thị loại 2, hiện nay thành phố Hòa Bình đã đạt 4 trên 5 tiêu chí, một tiêu chí chưa đạt là về mật độ dân số. Thành phố Hòa Bình đang tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng và nâng cấp các tuyến đường giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị. Từ khi triển khai nghị quyết số 03 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, số trường hợp vi phạm mới trong quản lý đô thị, quản lý đất đai đã giảm đáng kể. Quý 1 năm 2024 có 15 trường hợp vi phạm, giảm 50% so với cùng kỳ năm 2023. Ủy ban thành phố cũng đã đề ra một số cái nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới. Trước hết là tiếp tục quán triệt triển khai nghị quyết, trọng tâm là cái quy chế quản lý đô thị thành phố Hòa Bình để người dân hiểu, nắm và chấp hành. Thứ hai là thành phố sẽ tập trung hoàn thiện các cái quy hoạch như quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, đặc biệt là quy hoạch chung. Thứ ba là chỉ đạo hoàn thành các cái dự án, công trình dự án đang triển khai thực hiện và huy động các cái nguồn lực để đầu tư xây dựng các cái công trình về chỉnh trang đô thị. Trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trên địa bàn thành phố Hòa Bình đã và đang được phát huy, qua đó tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, từng bước khắc phục những hạn chế yếu kém trong công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, xây dựng thành phố Hòa Bình giàu đẹp, văn minh, xứng tầm trung tâm kinh tế chính trị của tỉnh Hòa Bình. Thưa quý vị và các bạn, từ bao đời nay âm thanh của chiêng Mường đã gắn liền với phong tục tập quán, lễ nghi trong đời sống tâm linh của người Mường. Văn hóa chiêng Mường được sáng tạo và lưu truyền trong đời sống cộng đồng người Mường
góp phần quan trọng làm nên bản sắc văn hóa riêng của dân tộc. Phần cuối của bản tin thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau. Ngay từ khi còn nhỏ, bà Bùi Thị Luyện ở xã Thịnh Minh, thành phố Hòa Bình đã theo các cụ học được rất nhiều làn điệu chiêng Mường. Bằng tình yêu chiêng và mong muốn bảo tồn, phát huy giá trị của chiêng Mường. Năm nay đã 80 tuổi, nhưng bà Luyện vẫn dành thời gian để truyền dạy cách đánh chiêng cho các thành viên câu lạc bộ chiêng Mường xóm Mon. Đến năm 2000 đây thì là ở cái xóm này mới mua được cồng chiêng. Tôi dạy lại cho tất cả các con, các cháu, phụ nữ rồi thì hội người cao tuổi là đã biết hết các bài. Tôi cũng muốn giữ gìn để cho các con, các cháu giữ mãi về cái bài cồng chiêng của truyền thống từ xưa. Hiện nay, xã Thịnh Minh, thành phố Hòa Bình đã thành lập được 5 câu lạc bộ chiêng Mường, thu hút trên 100 thành viên tham gia. Các câu lạc bộ thường tập luyện bài chiêng truyền thống để trình diễn vào những dịp quan trọng như lễ kỷ niệm, lễ hội truyền thống, giao lưu văn hóa. Tiếng chiêng lại vang lên một cách đầy tự hào. Và chính những câu lạc bộ cồng chiêng này góp phần gìn giữ tình yêu của các thế hệ người Mường với văn hóa dân tộc. Các bà truyền lại cho những bài chiêng cổ, và trong chi hội phụ nữ là cũng đã thành lập ra được một câu lạc bộ, cũng cố gắng là bố trí thời gian khi là những chiều tối khi rảnh rỗi là tất cả các chị em chúng ta cùng đến nhà văn hóa để luyện tập làn điệu đi đường, hai là tục pồng đấy ạ, tiếng Mường, và ba là làn điệu ả tơi. Hiện nay toàn tỉnh có hơn 100 câu lạc bộ chiêng. Để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa chiêng Mường, các địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò ý nghĩa của việc lưu giữ, phát huy những nét đẹp văn hóa đặc trưng của mỗi dân tộc, đồng thời thường xuyên tổ chức các chương trình văn hóa văn nghệ, khuyến khích người dân thành lập các câu lạc bộ, đội văn hóa văn nghệ. Từ đó, các giá trị văn hóa truyền thống lan tỏa trong đời sống của người dân. Làn điệu chiêng cổ, chúng tôi là lớp trẻ, tôi rất muốn được gìn giữ những văn hóa của mình trong thời gian tới, nhiều thời gian và tâm huyết để học những tiếng chiêng Mường, chiêng cổ của chúng tôi. Đó là những giai điệu chiêng Mường mang đậm dấu ấn văn hóa vào mỗi dịp lễ Tết, hội hè. Tất cả 4 vùng Mường lớn như Bi, Vang, Thàng, Động lại âm vang xốn sang trong tiếng chiêng. Âm điệu trầm hùng vang vọng đất trời nhưng cũng hết sức sâu lắng ấy, hàm chứa trong đó cả một sức sống tiềm tàng, mãnh liệt, tươi khỏe của con người và vùng đất, giàu bản sắc văn hóa người Mường. Tân Lạc, chính sách dân tộc giúp người dân cải thiện cuộc sống. Chi tiết về nội dung này sẽ được đề cập trong chương trình thời sự 19 giờ 45 phút tối ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Tiếp ngay sau đây sẽ là những thông tin dự báo thời tiết cho ngày hôm nay. Dự báo thời tiết tỉnh Hòa Bình. Khu vực thành phố Hòa Bình nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Khu vực phía Nam tỉnh nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực phía Tây tỉnh nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ.